Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa sang Mỹ theo nguyện vọng của vợ. Theo nguyện vọng của vợ nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan, thi hài của anh sẽ được đưa sang Mỹ sau tang lễ tại Việt Nam. Sau thông tin nam danh hài Chí Tài qua đời được chia sẻ, nhiều bạn bè nghệ sĩ đã có mặt tại bệnh viện cũng như nhà tang lễ để tiễn biệt và lo hậu sự cho nghệ sĩ quá cố. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh Trường Giang là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất ở bệnh viện nơi Chí Tài qua đời. Hiện tại rất đông các nghệ sĩ trong showbiz Việt đều có mặt tại nhà đại thể quận 5, nơi đang để thi hài của cố danh hài. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ Quách Tuấn Du, hiện tại mọi việc liên quan đến hậu sự của nghệ sĩ Chí Tài đều do nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh quyết định. Trước đó, vợ của nghệ sĩ Chí Tài đã làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lo liệu tang lễ cho chồng. MC Trấn Thành, diễn viên Thanh Thúy, Hiếu Hiền cũng rất nhiều nghệ sĩ có mặt tại nhà đại thể để tiễn biệt danh hài Chí Tài. Ngoài ra, theo ghi nhận, người nhà của cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết thi hài của anh sẽ được đưa sang Mỹ sau khi tổ chức tang lễ ở Việt Nam. Đây là nguyện vọng từ bà xã của nghệ sĩ Chí Tài là ca sĩ Phương Loan, hiện cũng đang ở Mỹ. Hiện vợ và gia đình người thân của nghệ sĩ Chí Tài đều đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Bản thân anh cũng vừa về Việt Nam hồi tháng 4, 2020 và có 2 tuần cách ly trước khi trở lại với các hoạt động showbiz. Được biết, nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh từ năm 1981. Tại đây, anh tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, đi hát, học dạy đàn, sáng tác, biểu diễn trên các sân khấu kịch. Đến khoảng năm 2000, nghệ sĩ Chí Tài bắt đầu về Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động trong showbiz và được công chúng đón nhận nhiệt tình. Tên tuổi của nghệ sĩ Chí Tài gắn liền với những tiểu phẩm hài đặc sắc. Anh là bạn diễn ăn ý của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Nhiều năm trong nghề, nhưng nghệ sĩ Chí Tài không hề vướng vào những ồn ào mà âm thầm kiên trì cống hiến cho nghệ thuật. Chính vì vậy, sự ra đi của anh khiến công chúng bàng hoàng thương xót và tiếc nuối cho một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.